Saron DGN. But đồng ý tụi tôi ban cho nên đăng ký Saron DGN xong chích subscribe, chích lưu rút ấn đấng, bằng tốt mốc chích biệt thả send me all notification for this channel, bằng tốt mốc chích xéo chỉ cả sẵn. Bà số sau đây bởi một tổng hợp đại lý dùng tam tàn nữ channel Saron DGN như kìa và thang đi phong đáy bì Saron DGN miền trình này đăng mùi tiết hai dùng một chạy chung nữa đọc nìa. Bà hãy tiết tông từ lời trình này đăng ní riêng play tiết hai nữa đọc nìa. Bà ai kiếm trong bằng hai đo nè đọc nìa ông bì rộp biệp nika bằng cao channel YouTube. Bà dương rộp biệp nika bằng cao channel YouTube đồng bì rộp lối chung lực đồng bồn. Bà ta dương thời thời bạp nà. Bà hẳn chứng kết thuật đọc biệp ná dương châu từ sực xa tầng nìa. Bà OK, hay dân đăng hái tha channel YouTube với tất cả tìm tiền ở Gmail mũi làm bây tới support cho mũi nâng YouTube và chính chúng hiện được bốn dân thời châu từ căn tới làm bây bậc cao ở Gmail mũi nhé. OK, dân châu được chung máu và hay nước về để dân châu đó lại nấy dân mơ một lần tiện là sign up, sign in, chỉ lấy nên nói sign in nhé. Dân chất được sign in máu và nước lại nấy cơ bạn thấy dân châu mà sign in hay ở lấy dân tha dân mà chọn vô channel để dân bạn bậc cao hay vô từ cả YouTube về nhé. Của ấy từ bốn cứ tiêm tiền đi Gmail mùi chứng vì cái lệnh use another account và dùng cho từ lưu vi máu và ta mà tiếp nên nếu mơ một hàng cứ đã thật create account dùng cho từ lưu create account máu vì IP vì ở for your for myself có to manage my business dùng đặt tầm myself máu và này cái lệnh nâng hái lấy dùng bật cả máu hay nick dùng bật cả chia trên mũi và hãy có nhóm dụng channel nó từ prapra hôm nay hãy bóng ổn ai bằng cách nơi channel to luôn bóng ổn và hãy bóng ổn trong đặt trong một bài của bạn này lấy xem xong đặt thả amazing và ok amazing hay last name it ok xem xong đặt chân đó hay tại nè vì load all mọi sẽ trong đó cứ amazing it cùng với sai pi nè dưới đặt chân của bạn này, rất là dân trong đặt Gmail FC của bạn này sẽ đặt bóng ổn ở trong năm, ở trong năm được luôn này và chân cứ bị lột bao sẽ thấy cứ nơi không nâng và mình tích tiết trong trong năm nơi trên này bọn bọn trong đợt một bàn bạc một đại ok hay password password bóng ổn ạch đặt và ạch đặt nơi password là mũi để bóng ổn cực thả vì sự lột chạm đó ok ở lớp trong xong đặt password hay còn to bị trong đặt password trên được chụp liên xa chụp mấy đồng tiền bạn và số sợi bóng bóng ra xong xong cùng nè trong bàn bóng pin nơi password rồi đó hãy chứng thật ta bằng to tiết những thứ đợi việt nam nếu nó mơ mơ và lãnh thằng Chrome Slam đi cứ bị thẳng lệch nơi tiền có khiêu ní chừng chụp lưu mà và ní vì cùng tại rốt tư hãy hay em tự tạo một tiết nó cứ dương thời ca đặt lệ tù sạch được không đi nè đặt lệ tù sạch ok là lấy dòng bay lệ tù sạch máu và cài cùng bớ cài sấp cài bấy rắm và mũi cùng bụi chẳng tật nè ok, nếu kita thà recovery email address, anh nói bạn đi thà khi ao dựng đặt nơi Gmail mới đang bay nơi bây để dựng miền bạn hãy ai việc nhà mình sẽ cho được cắn Gmail mới đang tạm rồi, nè ok, bây giờ để dựng ở trong đặt thế còn mình bạn này, nè ta bị dựng đặt còn đặt từ ok, và tao mất tiết dựng đặt hai hai chân năm cũng nát, hai hai chân năm cũng nát, so bị chuyện thà bóng ổn đặt hai hai chân năm cũng nát, ôi rơi tam rứa có mình rơi tam mà tại nhận bạn của bạn này, nè ok. Còn đây nơi chúng ta top tiếp cư dân thử thú mấy ôi chú bác từ ta mà tạo nhận bàn mọi dưới ta là giấy thân tại group dọc bạc dạng ná tại trong một toàn đoàn đáng kể tại chúng ta nếu cư chống bằng hai anh ta rồi biếp bằng cách nơi tình yêu YouTube đồng bồn và đồng bồn chia part 1 và part 1 nhưng miên part 2, part 3, part 4 rồi hốt đó là rồi biếp này cao đi ví dụ thú mấy ôi khai chia thay thà original video đảm bày phát chô trong YouTube bọc dưỡng và ok ta dân top tiếp dân bình này khai máu lấy dương đặt máu ok đặt tới ok hai phết cái này phết nè gender dương chơi từ lấy máu dương vô bữa sau dương phết sợi đã lấy mất phết bắt đầu đặt bằng màu ok ai nếu bây để dương bấm pin cục lan chẳng hai dương chơi chuyện thành nịch ok dương chơi chuyện thành nịch nè ok chơi chuyện thành nịch mình top pin nịch hai cứ dương chơi chuyện thả sen nè send đầm bay ao nhà đi cốt trôi không tụ sập bay bao nhiêu người tầm đồng ta dùng chữ send làm hàng ấy và tao bị dân send ấy sau đồng trăm một tích tích tiết cứ viên được nhà lịch cốt trôi một căn này thôi nhé và cao sấp cao phẩm bảy đập pì ok tụ sập bay bao nhiêu cao sấp cao phẩm bảy đập pì và tao bị dân một pin lịch cốt thấy dùng chữ tiếp là verify ok dùng chữ tiếp là verify được máu ok mà nó còn lại này hai cứ dùng một số lần mà khẳng cấm đang bỏ khiếu này dùng chữ tiếp yes I'm in nè mà này dân dùng prompt cho được căn hơi nè ok
បន្តមកទៀតវាចេញមកបែបនេះយើងអស់ចុះក្រោមវិភពយើងមកស្វែងរកពាក្យថា I agree បានន័យថាយើងយល់ព្រមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Gmail ហើយយើងបង្កើតបាន Gmail មួយហើយណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតបាន Gmail គឺវាលោតមកបែបនេះណាអូខេឥឡូវយើងចុចទៅលើវាមកថាតើវាបញ្ចេញមកបែបណានេះគឺជា Gmail របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតមិញវិញណាអូខេអូខេនេះគឺវារួចរាល់ហើយគឺវារួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីយើងទៅវាយពាក្យថា YouTube បាទ YouTube បាទ youtube.com ដើម្បីយើងធ្វើការ login ចូលទៅក្នុង channel YouTube អូខេយើងចុចទៅបាទបន្ទាប់ពីវាលោតមកបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចកន្លែង sign in នេះណាចុចកន្លែង sign in នេះបាទចុចកន្លែង sign in នេះគឺវាលំលោត direct តែម្ដងឃើញទេវាលោត channel របស់យើងមិនមែនតែយើងបានបង្កើតបែបនេះគឺវាលោតចូលមក direct តែម្ដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្វីដែលយើងរៀបចំឲ្យកើតជា channel YouTube professional មួយទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅរៀបចំទាំងអស់គ្នាតើការរៀបចំរបស់គេគេធ្វើដោយរបៀបណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលដែលយើងរៀបចំ channel យើងត្រូវមានឈ្មោះ channel យើងត្រូវមាន cover បាទយើងត្រូវមាន cover ឬក៏ video ណាមួយដើម្បីឲ្យយើងកោះចូលក្នុង channel របស់យើងបាទតែនេះយើងខ្ញុំអត់ទាន់មានអត់ទាន់បានថត video ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើបទបង្ហាញនៅចំណុចដំបូងគេថា PowerPoint បាទជូនដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យរបៀបនៃការបង្កើត channel YouTube ដំបូងអូខេអូខេតោះយើងចូលទៅរៀបចំអ្នកនោះចុចមកកន្លែងសញ្ញាត្រេ3នៅចុងដៃខ្ញុំនេះបាទចុចមកហើយអ្នកនោះនេះអស់មកកន្លែងនឹងមកយកពាក្យថា desktop size អូខេ desktop size ដើម្បីយើងចូលទៅរៀបចំនៅ channel របស់យើងអូខេវាលោតមកបែបនេះហើយអ្នកនោះនេះបាទបន្តទៅទៀតឥឡូវយើងរួមមកឲ្យធំតិចមកប្រេកមកធំតិចមកដើម្បីយើងចូលមកកន្លែងនេះណាចូលកន្លែងមក channel របស់យើងយើងតិចទៅលើ channel នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកនោះនេះសូមតិចទៅលើពាក្យថា my channel អូខេអូខេកន្លែង my your channel your channel ហ្នឹងហើយគឺវាឲ្យមកបែបនេះហើយឈ្មោះនេះគេឲ្យថាបើសិនជាយើងមិនចង់ដូរដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទេណាយើងអាចដូរដាក់ឈ្មោះផ្សេងបានអត់បញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកឈ្មោះនេះតែម្ដងដើម្បីយកមកដាក់ទៅជាឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំមួយនេះបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានកែប្រែឈ្មោះបដូរឈ្មោះនៅទីនេះរួចរាល់ហើយបដូរឬក៏មិនដូរស្រេចតែបងប្អូនណាអូខេរួចហើយគឺយើងចុចមកកន្លែងពាក្យថា create channel បាទយើងចុចទៅលើពាក្យថា create channel ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺវាលោតមកដល់បែបនេះណាអ្នកនរនេះគឺលោតមកដល់នេះហើយបែបនេះគឺវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេណាហើយកន្លែងនេះនេះយើងមានឈ្មោះហើយ no subscriber មិនតាន់មានគេចុច subscribe ទេដោយសារតែយើងទើបតែបង្កើតមិញមិញហ្នឹងបាទយើងកំពុងតែបង្កើតហ្នឹងអូខេចំណុចជាបន្តទៀតយើងចូលមកកន្លែង customize channel បាទដើម្បីយើងចូលទៅតាក់តែងនៅ channel របស់យើងអូខេនេះអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមដាក់នេះមកដាក់ profile ណាដាក់រូបភាព profile តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូម select លើហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យថា edit នេះបាទចុចលើ profile ហ្នឹងមកគឺយើងចេញពាក្យថា edit វាលោតឲ្យបែបនេះណាឥឡូវយើងចុចទៅលើ upload photo មកនេះហើយបើយើងចង់ថតភ្លាមៗក៏បានឬក៏ដាក់ជាវីដេអូក៏បានដាក់ជា record ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំយក file តែម្ដងទៅណាខ្ញុំយក profile តែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅស្វែងរកនៅរូបភាពមួយដែលខ្ញុំត្រូវដាក់បាទខ្ញុំត្រូវដាក់នេះគឺខ្ញុំយករូបភាពនេះណាប៉ុន្តែរូបភាពនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់បង្ហាញទេហើយខ្ញុំអាចដូរទៅពេលក្រោយអូខេនេះគឺវាលោតមកបែបនេះហើយបន្ទាប់ពីលោតដល់បែបនេះយើងសេរីសរងវាទៅបងប្អូនបាទបើសេរីមិនបានទេយើងចុចពាក្យតដានអូខេយើងចុចទៅពាក្យតដានមកគឺវាលោតចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយណាបាទនេះគឺវាចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចុច get it មកអូខេនេះហើយកន្លែងផ្សេងៗអ្នកនរនេះអាចបំពេញអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាតែខ្ញុំសូមប្របិនហ្នឹងហើយហើយឥឡូវយើង back ទៅវិញបាទនេះមកដល់កន្លែងតដានហ្នឹងវាមិនតន់ចេញទេណាអ្នកនរនេះវាមិនតន់ចេញរូបភាពលើហ្នឹងទេអត់ដូចគ្នានេះយើងដោយសារតែយើងអត់ទាន់បាន refresh មិញណាទៅពេលដែលយើង refresh គឺវាលោតឲ្យតែម្ដងកន្លែង channel add channel art នេះណាខ្ញុំបានបង្ហាញនៅ clip មុនហើយបាទនៅ clip មុនហើយគឺរបៀបនៃការដាក់ upload នៅ cover YouTube បាទតែឥឡូវខ្ញុំសូម add ម្ដងទៀតណាខ្ញុំសូមធ្វើបង្ហាញម្ដងទៀតហើយអ្នកនរគ្នាក៏ប្រកាសជាយល់ខ្លះហើយបាទលោតមកដល់កន្លែងនេះចេះណាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទំហំរបស់គេគឺ cover YouTube ហ្នឹងគឺទំហំ size របស់គេគឺនេះ25 60 គុណនឹង14 40ណាហើយទំហំសរុបរបស់គេហ្នឹង file របស់គេគឺ6 MB ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរៀបចំ design ធ្វើបែបហ្នឹងទៅបាទនេះខ្ញុំធ្វើតាមបង្ហាញតាមទូរស័ព្ទដៃទេហើយតាមពិតទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រធ្វើអត់ខុសគ្នាទេគឺដូចគ្នាតែម្ដងអូខេតោះយើង select អូខេអានេះ cover ឥឡូវយើងចុចយកទៅលើ file មកបាទហើយយើងទៅស្វែងរកនៅ cover របស់យើងដែលយើងបាន
thôi dừng tục đã điệp chọn ok nick trong sông vô cái nắng hái và chị cover channel bọc chồng và ok nick cứ việc rồi là hái và top đi load một đôi không biết stop trên hái này không biết chọn một việc thả adjust crop và làm bây dừng mưa thật đá vì pin lẹ cái nạn đây được ổn á ok ok đi hái chứ dừng mưa tới cứ việc đi chọn cái đá hay một top đi dừng ban điệp chọn trên hái này không biết dừng chọn việc thả select và dừng chọn việc thả select ok thế nhé chúng đối xa tại này bị thông pin đó trong phơi nó cứ do thông pin chúng vì châu lọt pin nhỉ chúng nó hay ăn luôn tịnh đong để luôn này nhé ok hay nếu cứ bị rút trái này đó để hai dân châu màu cái lại đi máu mà dân châu màu cái lại video máu ba cái lại video nó cứ dân ở toàn ban upload video thì vì đã đi channel has no video ok chúng chúng ta bị dừng cho một đoạn lại nâng hái nữa thì mở một cái lại profile nhé mở một cái lại profile nhưng chơi từ vì máu đầm bây dừng cho từ đi rồi nâng profile bây dừng chúng ta bị dừng chơi từ profile vì lột mặt mình đi dừng chơi từ biệt là creator studio và dừng chơi từ vì dừng máu ấy bằng bốn là dừng chơi một cái lại nâng hái cứ vi load ao dừng upload nơi video mùi nhé upload nơi video mùi ok ok bông bốn đời xa tại clip này về tết chắc cho mặt trong hội về tết trong sông mình chọn tầm nắng hay dương đừng rong chăm chụp hình như phát thủ và phát thủ chỉ vào tiết trong nâng bằng hai nhận đồng này ở đồng ất để tôi chụp mùi nâng đặc biệt để cả điệp cho nâng trên đèn bỏ dưỡng cả tá chiến thuật đặc biệt nào ok sông ở con trần.